Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một kèo AROP đến từ cái dự án Pyrex. Thì đây là cái trang web của dự án, thì các bạn có thể tìm hiểu cũng như là nghiên cứu các cái thông tin, các cái lộ trình của từ cái dự án này. Thì cái dự án này với cái mức cái nhu cầu là giải pháp thanh toán Pyrex cách thuận tiện nhất để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Rồi giải pháp thanh toán Pyrex là một tích hợp liền mạch mang lại cho các doanh nghiệp thương mại điện tử sức mạnh để chấp nhận các loại tiền kỹ thuật số. Phí giao dịch thấp, hỗ trợ tất cả các loại tiền điện tử chính và cổng thanh toán an toàn nhất. Thì để tìm hiểu thêm thì các bạn có thể bấm vào cái phần giấy trắng để chúng ta nghiên cứu cũng như là tìm hiểu các cái thông tin về cái dự án này nhé. Thì cái dự án này thì nó liên kết với rất là nhiều cái đối tác lớn, ví dụ như là PancakeSwap, CoinMarketCap, CoinGecko, Binance và các cái đối tác khác, thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Đó, những cộng sự của chúng tôi. Rồi ok, thì xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ AROP được phân phối từ cái dự án này. Ở đây thì mình chia sẻ thêm cho các bạn cái thông tin là AROP của chúng tôi nhận 50 cái token Pyrex sấp xỉ 100 đô la khi hoàn thành các nhiệm vụ xã hội, và bạn sẽ kiếm được 20 cái đồng Pyrex sấp xỉ 40 đô cho mỗi một người bạn bè mà bạn mời tham gia vào giải pháp thanh toán Pyrex. Cấu trúc mã thông báo nhé, ở đây thì nó cung cấp luôn cho chúng ta cái mã hợp đồng, tên token là Pyrex, và đây là cái mã hợp đồng nhé các bạn. Và cái tổng nguồn cung cho kèo AROP này 30 triệu cái đồng token, và cái số tổng nguồn cung này rất là thấp, rất là ít, cho nên là chúng ta anh em chúng ta tranh thủ chúng ta làm cái kèo này gấp. Rồi các bạn có thể copy cái mã hợp đồng này, chúng ta add cái đồng token này vào ví chút wallet hoặc MetaMask mạng BSC nhé các bạn. Rồi ok, thì xin mời các bạn cùng mình làm cái kèo AROP này. Ở đây thì các bạn bấm nút start cho mình. Rồi ở đây thì nó nhắc lại cái thông tin của cái kèo AROP nhé, thì các bạn nãy mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Rồi các bạn bấm vào phần join AROP cho mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Thì ở đây thì nó yêu cầu chúng ta là gửi cái Pyrex này vào, cái câu lệnh Pyrex này vào trong cái chatbot, thì các bạn phải gửi cho mình nhé. Các bạn copy các bạn gửi vào, hoặc các bạn có thể viết, các bạn gửi vào cho mình để cho con bot nó xác định là mình đã tham gia cái nhiệm vụ này. Sau đó thì các bạn bấm mũi tên, chúng ta quay trở lại, chúng ta join vào nhóm Telegram Channel. Đó, như vậy là chúng ta đã tham gia xong. Thì các bạn quay trở lại, chúng ta bấm tiếp tục vào check. Rồi ở đây thì các bạn bấm like cho mình. Tiếp theo thì chúng ta đã đến cái nhiệm vụ follow Twitter Fortnite. Các bạn bấm vào đây cho mình. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi. Rồi ở cái bài game thì các bạn bấm team, bấm mũi tên đảo chiều. Dưới này cũng vậy. Rồi các bạn quay trở lại bot cho mình. Chúng ta còn cái nhiệm vụ ở đây. Ở đây thì chúng ta cũng bấm theo dõi nhé. Và các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Đây. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot cho mình. Ở đây thì nếu yêu cầu xong là mình sẽ gửi cái link profile link của Twitter. Thì các bạn khởi động lại cái app Twitter cho mình. Sau đó thì các bạn bấm vào avatar này, các bạn bấm vào hồ sơ nhé, tiếp theo bấm vào ba chấm, bấm nút chia sẻ. Ở đây thì các bạn sao chép cho mình lên link trang cá nhân, rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn gửi vào cho mình nhé. Các bạn xóa hết những ký tự đằng sau đi. Rồi tiếp theo join vào nhóm Instagram nhé. Đây các bạn bấm theo dõi cho mình. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại, các bạn bấm vào avatar bên dưới này, tiếp theo các bạn bấm vào chỉnh sửa trang cá nhân. Ở đây nó có cái username của Telegram của các bạn nhé, các bạn copy cho mình cái username này. Rồi sau đó thì các bạn quay trở lại bot, ở đây các bạn bấm like cho mình. Ở đây thì nó không yêu cầu mình gửi username cho nên mình sẽ bỏ qua cái bước gửi username. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào nhóm Medium. Nếu như Medium của các bạn mà bị chặn thì các bạn cài cho mình cái app .1.1 rồi nhé.
để mở khóa. Rồi sau đó các bạn mát lại trang này cho mình. Rồi các bạn bấm vào cái phần hòm thư này cho mình. Rồi các bạn quay trở lại bot. Ở đây các bạn bấm like cho mình. Tiếp theo yêu cầu mình gửi địa chỉ ví BEP 20 Smartchain. Thì cái này các bạn có thể lấy trên ví ví chút qua nét hoặc MetaMask đều được. Các bạn lấy ví ở địa chỉ ở cái đồng BLC nhé. Rồi trên ví chút qua nét thì các bạn chọn cho mình cái đồng BLB. Sau đó các bạn bấm nhận. Sau đó các bạn sao chép địa chỉ ví. Ở đây các bạn gửi cho mình cái địa chỉ vào đây. Rồi nhiệm vụ chúng ta như vậy đã xong nhé. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn sẽ nhận được 50 cái đồng token PayZ xấp xỉ 100 đô. Và mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 20 cái đồng này xấp xỉ 40 đô. Và cái kèo iDrop này thì nó sẽ kết thúc vào 30 tháng 4 năm 2022 nhé. Và nó phân phối cái token vào 30 tháng 4 năm 2022 luôn. Và tức là kết thúc và phân phối cùng một ngày. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo iDrop để chúng ta nhận miễn phí 50 cái đồng token PayZ từ cái dự án PayZ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.